Hay, đây rồi, Akacho, coi như giơ tay xin hàng. Hay quá. Ui giời, chất lượng của anh em. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS cho tiện lợi và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Này chúng ta cũng sẽ trải nghiệm luôn con hàng Paco Alcácer. Thì đây là trường hợp của cầu thủ người Tây Ban Nha, cũng có một cái sự thay đổi tương đối đáng kể anh em nhé, so với cái mùa thẻ gần đây nhất, đó là mùa thẻ 21 UCL, thì mức lương 18 chỉ số 93, còn mùa này tăng thêm 4 lương, mức lương 22, mà chúng ta có chỉ số lên đến tận 105. Không có một cái thông số thể hình ấn tượng lắm, nó chỉ là 1m75, 70 cân và thể hình trung bình thôi, mà chúng ta sẽ có chân 4.5. Những cái điểm nổi trội của cầu thủ này nó nằm ở tốc độ thì không quá đẹp, tuy nhiên là cái tăng tốc lại rất là tốt. Con hàng đua tốc quãng ngắn có vẻ ok đây, chỉ số dứt điểm ngon, lực sút cũng ổn, sút xa chọn vị trí đều ok hết cả, vô lê cũng ngon. Bù cho cái điểm thể hình thì cái bộ kỹ năng tốc độ cùng với lại khả năng dứt điểm nhìn chung là tương đối tốt. Khả năng kiểm soát bóng ổn, rê bóng không được tốt lắm, thăng bằng ok này, phản ứng tốt này, nhảy đến tận 111, bình tĩnh 111, thể hình cũng hạn chế luôn, ok, AI nổi tiếng. Tốt. Đây rồi, Alcácer, một tình huống chọn vị trí rất hay. Thế nhỉ? Ui. Ui không được. Không được. Quả đấy góc chưa thực sự tốt lắm. Tốt luôn. Một tình huống phối hợp tốt giữa Paco Alcácer và Perisic. Tốt. Không ăn. Tốt. Xin. Hôm qua cái chơi của đấy ông đứng vị trí rất đẹp nhưng mà ông không hiểu sao ông lại ngang cả người ra. Ui đâm thẳng vào phía. Trông khổ vãi. Xin. Hay quá nhỉ, Akacho. Tốt. Cái Mendy cũng là cái con ghê gớm. Nó phản xạ nhanh. Hay quá nhỉ Akacho. Được quá, quả đấy mình định ZD chân trái mà không hiểu sao ông lại a vỉa chân phải. Ui, chân trái ZD có vẻ không được mượt nhỉ. Hay. Đây rồi, Akacho.
không được, nói chung là hơi yếu. Tốt lắm, 4 trái luôn. Tốt. Mệt, nói chung là không bắt được mấy quả đấy luôn. Coi như giơ tay xin hàng. Hay quá. Ui giời, chất lượng của anh em. Good 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 man. Hay quá. ST chạy và sút đây chứ đâu. Tiếp tục. Mạnh quá. À cà chơ. Ui bị đẩy kìa, phí thế. Không được. Về trường hợp của con hàng Baku Ancacher này thì theo cá nhân mình thấy được là con này nó tương đối hạn chế về phần thể hình. Anh em nhìn phát biết ngay, 1m75-70 cân thì trung bình. Khá là dễ bị đấm trong những tình huống mà cầu thủ đối phương lao vào. Đa số ở những tình huống như vậy thì Ancacher rất khó để giữ được trụ. Nếu anh em bằng những tình huống mà vừa lên trước ấy, mà công đè C thì tôi nghĩ là vẫn được 1 đến 2 nhịp thì có thể phối hợp với đồng đội. Khá là ok. Về cái mặt tốc độ của Ancacher thì mình thấy khá là hài lòng. Tốc độ nó không cao đâu nhưng mà cái phần tăng tốc rất là vượt trội, đâm ra những cái tình huống mà chọc khe con này bứt tốc lên rất là ngon. Đó là cái điểm mà mình hài lòng với Ancacher, đặc biệt là trong những tình huống quăng ăn. Còn về khả năng dứt điểm của ông này thì mình thấy khá là ổn. Khả năng dứt điểm của Ancacher thì khá là ổn với chân phải, ZD hay DDD được. Chân trái thì anh em phải xem lại, con này chắc chắn là sút chân trái phải nắn nót hơn. Nhiều tình huống chân trái bỏ lỡ ấy. Khả năng sút xa được, ok. Vô lê cũng ngon này. Khả năng chạy chỗ, di chuyển cho vị trí. Con này có một cái AI tương đối thông minh. Với cá nhân mình là vậy. Gắn thêm cái huấn luyện viên kêu gọi xâm nhập vùng cấm thì khá là bén. Chạy chỗ khôn, chọn vị trí tốt. Rất nhiều tình huống mà đón bóng căng ngang, con này ăn rất là gọn gàng. Khả năng phối hợp truyền trọt con này nằm ở mức khá là ok. Nhìn chung là khá là ổn với một cầu thủ người Tây Ban Nha như này, đã từng thi đấu cho Barca, phối hợp làm bóng được. Về khả năng xoay sở thì mình thấy là cái điểm mà anh em cần phải lưu ý về phần dây bóng này. Con này cầm bóng cũng ở mức tương đối sát chân, xoay được, xoay người được, nhưng mà cầm bóng để mà về bóng các thứ thì cảm giác là nó hơi bị thô, hơi bị cứng một tí thôi. Cái điểm cộng rất là cao nữa của Baku Ancacher trong vòng cấm, đó là cái phản ứng cực kỳ nhạy, gần như là nó làm chủ các tình huống trong vòng cấm, theo mình thấy là thế. Còn về mặt đánh đầu bật nhảy thì mình nghĩ chắc con này cũng sẽ là ok thôi. Khi mà cái điểm nhảy và điểm đánh đầu nó cao như này thì mình chưa có test, nhưng mà với khả năng chọn vị trí của nó thì mình nghĩ là vào những tình huống bóng mà tạt vào góc thoáng rộng thì nó vẫn sẽ có bàn. Còn nếu mà vào những cái tình huống mà bị đè xuống bởi CB kèm chặt rồi thì con này sẽ khó. Nhìn chung với cá nhân mình thì đây là một con hàng đáng trải nghiệm của team LOL, chất lượng ở mức tốt với những team color như là Barca hay là Dortmund. Anh em có thể thích là build team Villarreal cũng được, thì anh em cân nhắc sử dụng con hàng này. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.